ông bà cô chú và tất cả các bạn đang xem trên kênh Ăn Nhỏ Miền Quê. Thì ngày hôm nay mình được anh Thái cho mình một con gà trống nè. Con gà này khoảng 3 ký mấy á. Thì mình thấy con gà bự mà ngon á. Con gà trống này là gà trống nồi. Mình cũng không biết làm món gì nên là chị em mình sẽ nấu phở. Mình có chuẩn bị một ít cái quế nè. Cái này hạt ngò. Còn cái này là cây hồi. Cái bông hồi á. Là cái vị thuốc bắc để mà mình nấu vô cho nó có cái vị phở. Thì mình cũng được người cạo chỉ là mình nấu phở bò thì mình để cái hoa hồi này nhiều là nó sẽ ra cái vị phở bò. Còn mình nấu phở gà thì mình sẽ cho cái hạt ngò này nhiều thì nó sẽ ra cái vị phở gà nó ngon hơn. Còn đây là cái quế nè. Cái quế này nó cứng á, tí nữa mình sẽ rang trước rồi mình cho cái hoa hồi vô rang. Cuối cùng mình mới cho hạt ngò. Còn cái củ thì ở đây mình có củ sắn để mình nấu lấy cái nước ngọt. Rồi củ cải trắng. Mình có thêm gừng, củ hành tím với lại củ hành tây. Thì cái gừng với củ hành tây mình sẽ chẻ ra để mình nướng. Mình bỏ vô cái nồi nước súp của mình cho nó thơm. Mà nó đông nữa. Nếu mà mình có xương heo hoặc xương gà thì mình để vô mình nấu cái nồi nước súp cho nó ngọt. Nhưng mà mình thấy con gà này nó cũng bự nè. Rồi mình sử dụng củ quả để mình lấy cái nước ngọt của củ quả. Chứ mình không có nấu bằng xương. Đây con gà nè. Con gà bự. Đã không chị? Tại vì anh Thái nói thấy nhóm em nhỏ làm món này món kia. Mà không có gà nên thôi ảnh cho con gà muốn làm món gì làm. Thì giờ mình nấu cũng còn hơi lâu á. Tí nữa mình sẽ vô để mời cô Nam ra ăn cùng gia đình mình cho vui. Còn anh Thái thì ảnh ăn chay nên là ảnh không có ăn gà. Còn rau để mình ăn phở nè. Ở đây mình có xà lách nè, rau ôm, ngò gai với lại cây quế. Ngò gai này là chị Hồng hái cho nha. Đó, lá dài còn hơn mua ở chợ nữa. Rau này rau sạch luôn á. Giờ mình mời cả nhà cùng làm với chị em của mình cho vui. Cái món phở này á, thì lâu lâu mình mới nấu một lần. Tại vì nấu phở á, cái hương vị của nó thì rất là ngon. Nhưng mà mình phải tốn thêm tiền để mình mua mấy cái nguyên liệu này nè. Nên ở quê mình có gì nấu đó. Mình có gà vịt mình hay kho gừng hoặc kho sả. Thì nấu cái gì đơn giản thôi. Rồi bữa nay mình mới nấu món phở. Giờ phụ em đi chị Hồng ơi. Giờ chị xắt cái này giùm em để nướng nó bỏ vô cái nồi nước nè. Giờ chị hai chị Hồng của mình sẽ phụ nha. Chị hai chỉ đang sắt củ gừng để mình đem đi nướng. Còn chị Hồng thì làm cái nước súp. Cái nồi nước thì mình cũng đã bắt sẵn lên cái cục than á. Bếp than rồi. Nãy biết chị em bắt nồi nước sớm hơn chút xíu nữa. Làm mấy chị đợi lâu. Thường thường em bắt trước mà nay tại có chị kia chỉ ghé chơi cái em ngọn em quên. Coi đồng hồ cái tới hơn 1 giờ rồi. Ủa giờ chị gan cái đó luôn. Dạ. Chị gan nó luôn. Giờ mình vô bếp ga mình gan nha chị. Giờ chị hai mình cho gừng với củ hành vô mình nướng. Ủa cái còn củ hành tây chị? Quên nè. Giờ bỏ vô gan này em ra em lấy. Gan với nướng nè mình lấy chảo xấu xấu nha. Sợ hư chảo là mình lấy cái chảo mà xấu nhất à. Quế này á nó cứng. Mình gan trước cho nó dậy mùi lên trước đi. Đã không chị? Sao nghe xèo xèo quá hả? Đã chứ rồi. Thơm rồi. Đó, vậy mà nó cũng thơm kìa ha. Bữa nay ăn phở gà chắc ngon lắm đây. Chút nữa kêu chị Hồng chặt cho mình hai chị em đứa cái đùi. Chị Hồng thích ăn đùi nên chị không chặt đâu. Mình vừa đem củ hành tây vô cho chị hai nướng luôn nè. Mình nấu phở á, mình nướng lên vậy sao cái mùi nó thơm đậm đà ghê. Mà sao nướng lên cái nó ra mùi phở á chị hai? Thơm. Giờ mình cho hoa hồi vô. Nữa mình bỏ vô cái giải lực vừa có cái dây rút lại luôn á chị hai. Hay là phải bỏ vô giải the?
đựng hạt cũng được, đựng cá, đựng ngọt cái này vô mà đi. Em có cái giải đó đó. Mình bỏ túi đi cho tiện. Cái mình rút lại luôn tiện ha. Biết sao, trời nắng làm biến thì cắt dây chuối quá. Nước mình cũng hơi ấm ấm á, giờ chị Hồng cho gà vô nha. Mình không có để nước quá sôi thì con gà của mình nó bị đỏ. Nên là giờ mình cho gà vô nè. Trong cái nước này chị Hồng có cho vô một chút xíu muối. Mình để gà vô rồi cái mình đi vô lấy mấy cái củ nướng với cái hạt mà chị Hai rang á. Mình bỏ vô nồi luôn cho nó thơm. Cái thịt gà nó cũng thơm được cái mùi đó luôn á. Tại vì gà chín á mình vớt gà ra mình còn chặt nữa. Gà bự quá trời luôn, chị Hồng phải chẻ làm hai nè để cho gà nó nhanh chín. Nó bự thiệt. Quá chừng luôn mà gà. Gà này em thấy nuôi cho ăn lúa không mà mập vậy nè chị Hồng. Ủa ha. Dạ, gà Thái Dương. Rồi giờ mình cho cái củ hành nè với mấy cái hạt mình rang vô. Mình nấu lâu á, mấy cái hạt này nó ra nước nó thơm lắm. Giờ mình cho củ sắn vô để cho cái nước nó ngọt nè. Nồi phở của mình bốc khói vậy nè, thơm quá chừng luôn. Giờ chị Hồng mà coi gà chín chưa, rồi mình vớt gà ra để mình nêm nếm cho cái nước phở của mình nó được ngon hơn á. Nghe cái mùi thơm dữ lắm luôn rồi. Thơm dữ lắm, thơm. Gà mềm chưa chị? Nãy giờ mình nấu 2 tiếng đồng hồ luôn. Đó, gà của mình đây. Gà này mà mấy bạn muốn vàng á thì mình pha một miếng bột nghệ với dầu ăn mình cho lên bếp mình đánh tan. Rồi mình quét lên cái da con gà thì cái da gà nó sẽ vàng ươm luôn nha. Còn mà mình muốn cái da gà nó giòn thì giờ mình sẽ ngâm vô cái thau nước lạnh để cho cái da gà nó sốc nhiệt á, thì cái da gà nó sẽ giòn. Nó sốc nhiệt từ nóng sang lạnh là cái da nó giòn rụm luôn. Nãy giờ mình cũng rửa rau rồi trụng bánh phở. À, để chuẩn bị chặt gà xong là bắt đầu mình nêm cái nồi nước phở xong là mình ăn á. Cái phở gà này á, mình nấu á, thì cũng dễ, nhưng mà do mất thời gian mình chờ đợi á, chứ nấu á, thì dễ. Đúng rồi, chờ nó hơi lâu. Giờ mình nêm cái nồi nước phở của mình bằng cái đường phèn. Đây đường phèn chị Hồng đang trút ra nè. Mình nêm đường phèn thì cái vị ngọt của nó là ngọt thanh, nó không có gắt. Mình cho vô một miếng hạt nêm nữa. Tại vì cái nồi nước phở mình nấu ít mà nguyên một con gà bự thì nó rất là ngọt. Thì mình cho vô ít hạt nêm. Bốc khói lên thơm quá chừng luôn rồi. Đói bụng luôn á. Nồi phở của mình đã chín rồi. Giờ mình có nhờ mẹ với cô Năm phụ để ra tô cho chị Hồng múc nước phở vô nè. Thì mình có xắt ít hành lá để tí nữa mình bỏ vô tô ăn cho nó thơm. Mình rắc vô miếng tiêu nữa. Mẹ đang cho giá vô nè. Làm giống bán quá không ạ? Ừ, làm giống bán. Lâu lắm rồi mẹ nấu phở ăn nè. Có bữa ăn phở của cậu nấu ngon ghê mẹ. Ấn tượng luôn với cái nồi phở đó đó. Nào cậu về cậu nấu cho tụi mình ăn nữa. Đủ mùi vị luôn. Ngon thiệt các anh chị. Gia vị nhiều đậm đà. Không có bằng cậu. Cậu thích cả đêm. Mà nấu làm sao mà cái thịt nó mềm, thiệt là mềm luôn á. Như Dượng Nam có Dượng Nam. Có Dượng Nam ăn, Dượng Nam khen. Mẹ làm nhìn hấp dẫn quá ha. Tô con cho ít bánh phở thôi nha mẹ. Coi tại vì tại vì con không có thích bánh phở không á. Con thích ăn thịt. Con thích bánh phở. Con thường thường ăn đi ăn phở á, thì con kêu là bánh hủ tiếu. Chứ con không có ăn bánh phở. Bánh phở sao nó ngán quá cô Nam ơi. Cái mùi nó không có. Tại vì tùy theo khẩu vị của mỗi người á, cái bánh hủ tiếu thì mình ăn nó dai. Trời nhìn nghe mẹ làm cái tô hấp dẫn quá. Tô này chắc phải 50.000 tô quá. Nhìn thịt gà để lên nhìn thèm ghê không? Thịt gà mình chặt hơi bự. Nhỏ quá ăn nó không có ngon, mình phải bự bự để mình cầm mình cạp nó mới ngon.
Cái này ăn chắc là ngon lắm luôn á cô Năm. Tại vì cái thịt gà mình nó mềm. Cái da nãy con có ngâm qua nước lạnh á, ăn nó giòn lắm. Đây phải ăn thịt chứ không ăn thịt ăn bờ, ăn cái này không nổi vậy Năm. Phải ăn thịt nữa chứ. Phải ăn thịt chị Năm. Chị Hồng đang múc nước sôi vô nè. Nóng hổi bốc khói luôn nha. Giờ mình chan vô tô. Đó. Dạ, bay mùi phở. Càng ngày nấu càng có kinh nghiệm nên là hấp dẫn ghê không? Nóng không chị? Để lên đi. Nóng. Nóng mà thấy chỉ cầm rung rung rung. Dạ còn chanh ớt nữa cô Năm. Để con cắt chanh ớt ra. Giờ mình cho rau vô cho thơm. Ngò ôm, ngò gai. Ủa có giá nữa em nghe chưa? Ờ bỏ vô tô. Ồ vậy mà em khủng ghê không? Quên. Cho giá chín ha. Đó mình bỏ xà lách vô nữa. Cái tô này hơi nhỏ nên là mình ăn một tô, hiện hồi nữa mình ăn thêm tô nữa. Chứ làm một tô bự ăn không kịp phở, nó nở ngán lắm. Ăn đi cô Năm, cô trộn lên. Mời cả nhà cùng ăn phở gia đình. Phở ngon quá, cái nước thơm ngào ngạt. Mời cả nhà cùng dùng phở gia đình mình. Phở này thơm quá. Chan nước mắm vô. Cho em miếng chanh chị. Mời cả nhà cùng dùng phở với mình nha. Ngon không cô Năm? Ngon. Ngọt vừa ăn ngon lắm, nước ngọt. Chan miếng nước mắm có ớt cay cay vô á. Ngon quá. Đúng là có cái tiêu sọ mình để vô, mình rang rồi để vô luôn nó còn thơm nữa chị không? Mà tại vì em không có tiêu sọ nên là em không có rang để vô. Cái bánh phở này phải nhờ chị Hồng đặt mới có cô Năm. Ở quê mình ta ít ăn bánh phở lắm. Vậy cái dặn trước thì hôm qua bữa nay mới có bánh phở nè. Dặn trước mới có chứ mua liền là không có. Mua liền phải đi vô. Phải được tấn. Để vô em. Con Năm gắt lên cái tô quá chừng luôn nè. Trộn lên để bánh phở nó nở. Giá chứ có mấy tiền cho nó. Dạ bánh phở ngon chết tới rồi ba. Tại vì con thích giòn dai á cô Năm. Chứ con không thích bánh phở cũng ăn nhưng mà không có mê bằng cái bánh hủ tiếu. Mê bánh hủ tiếu trộn chất bằng giòn. Dạ con ngồi dai vô đó con chịu bánh phở cho nó thơm. Bánh phở nó không có gì chua, cái mắm cay cay nó cay thiệt nhưng mà nó ngon. Dính bánh phở con bỏ vô đây hai lát ớt, đói bụng quá. Gắp ớt mà rung. Mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng ăn phở với gia đình của mình nha. Chiều nay là mình ăn phở khỏi ăn cơm. Lâu lâu được anh Thái cho ăn gà ngon quá chừng luôn, nấu phở mình ăn cho nó ngon. Ngon nghe ngọt. Thanh thao ngon. Với nhờ mình nêm đường phèn nữa cô Năm. Nó ngọt thanh. Cô Năm ăn nữa nha. Còn nhiều lắm ạ. Nhiều quá. Nhiều lắm.
nhiều quá. Thịt gà nổi dai lắm luôn à. Ăn nó ngon hay không? Gà công nghiệp mình ăn nó bún xì vậy lắm ngon. Công nghiệp nó khỏe gì được nha. Đụng miếng ớt cay. Nước ngon vậy. Chị hai nãy chị ở đây mà tự nhiên cái chị có một chị chị về. Cái mỡ này phải ăn cho lẹ lẹ để mỡ nó nha. Em lấy thêm phở cho chị nha. Còn phở nhiều lắm. Bữa nay nhờ anh Thái gia đình mình có con gà ăn phở. Nấu phở ăn rất là ngon. Nhóm ăn nhỏ cảm ơn anh Thái rất là nhiều. Clip của mình cũng đã hết rồi. Chúc cho cả nhà của mình xem video được nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Còn bây giờ thì gia đình của mình xin chào và hẹn gặp lại.